Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Enica Việt Nam. Tôi là Khanh, tư vấn bán hàng tại Enica Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe Toyota bản E Vios số sàn đời 2017, màu nâu vàng nha các bạn. Đây, chiếc xe hiện tại đang được đăng ký biển Hà Nội. Xe đã đi được 9.7. Thì với chiếc xe đời 2017 và thời gian mà nó sử dụng cũng như là số km là 9.7 thì chiếc xe còn như nào thì mời các bạn cùng tôi xem chiếc xe này. Đây, mời các bạn cùng khám phá phần đầu xe nha các bạn. Chiếc xe này hiện tại như tôi nhìn sơ bộ thì đang là nguyên bản toàn bộ, chưa có nắp thêm hay độ đẽo gì cả. Vẫn là kính, vẫn là đèn pha halogen bình thường, chưa có độ bi xe lông hay gì cả, vẫn bình thường. Đây là phần mặt đầu xe, các bạn có thể thấy chủ xe đã có những cái dán mạ chrome tăng sự nổi bật cho xe. Tuy nhiên đấy là đồ dán thêm, nếu các bạn không thích có thể tháo ra thoải mái. Về hiện tại kính, kính của đèn pha thì đang rất là trong, không có xước sát gì lớn, cũng không có hấp hơi. Phần mạ chrome, phần đầu xe vẫn còn sáng bóng, không có vết xước nào đáng để các bạn phải làm cả. Xước răm thì khó tránh. Thì chiếc xe này được ký gửi tại Enica vào mới chiều hôm qua thôi, mới kiểm tra xong và đạt các tiêu chí của Enica là khung gầm nguyên bản, máy móc nguyên bản, bổ sung nguyên bản. Về hiện trạng của chiếc xe này thì Enica đã kiểm tra là kính lái đã thay nha các bạn. Kính lái đã thay. Tuy nhiên thì lý do kính lái thay thì có rất nhiều lý do có thể, mà lý do mà đau do đâm đụng mà thay thì chắc chắn là không có rồi. Khả năng cái này là do đá bắn hay là vì lý do gì đó, cây cành cây rơi chẳng hạn thì đã thay thôi. Ok, mời các bạn cùng tôi xuống cái phần thân xe. Đây là phần thân xe, các bạn có thể thấy. Tổng thể thân xe thì những vết xước răm thì không tránh được, nhỏ nhỏ không tránh được, nhưng mà phải nhìn gần mới thấy, còn nhìn xa các bạn không thấy. Đấy, các bạn có thể thấy các đường dập lổi vẫn còn rất là thẳng, không có sự xô lệch, cửa khít. Ok, cái này thì không có va chạm gì ảnh hưởng, không gầm cả. Va quyệt nhẹ thì khó tránh, móp mép thì có thể là không tránh được, sơn si không tránh được. Đây là phần gương xi nhan. Đấy, các bạn có thể thấy đây là phần xi nhan tích hợp trên gương đã có rồi. Một chiếc xe Toyota Vios, nó một chiếc xe quốc dân ở Việt Nam mình rất là lâu rồi, và những chức năng cơ bản của chiếc xe này và hoạt động rất là ổn định. Đây là phần lốp của xe. Như thông số tôi được biết thì bốn quả lốp này là đều là đời 2017 cho xe. Thì đến thời điểm này thì nếu như các bạn mua vẫn có thể đi được tầm khoảng vạn nữa, không thì các bạn có thể thay luôn. Vì với chiếc xe 9.7 thì đã đến thời điểm có thể thay được rồi. Đó, na răng ok, xước răm nhỏ thôi, xước xương nhỏ thôi, có tránh được một chiếc xe biển Hà Nội. Rồi, tôi mời các bạn cùng tôi xuống cái phần đuôi xe. Đây là phần đuôi xe nha các bạn. Phần đuôi xe thì cũng thế, cũng không có xước sát gì lớn cả. Phải nói là chủ này đi khá là giữ xe. Như tôi thấy ở trong đăng kiểm là không có đăng ký kinh doanh, và chủ xe cũng không phải là đăng ký kinh doanh Grab hay là taxi dịch vụ gì cả. Nên là xe này đi gia đình thôi. Đây là phần đèn. Phần đèn thì có những cái vết xước răm nhỏ thôi, rất là nhỏ, không tránh được. Chủ xe để nguyên trạng, và Enica cũng sẽ để nguyên trạng cho khách hàng xem và biết thực tế chất xe. Ok, không có xước sát gì cả. Chiếc xe này thì không có quá nhiều điểm nổi bật về ngoại hình. Đó là một chiếc xe quốc dân, siêu bền. Bền ở trong tâm trí người Việt Nam là bền về máy móc, không có gì để hỏng cả. Ok, mời các bạn vào trong nội thất nha. Ok, đây là phần nội thất của xe. Chủ xe đã có bọc ghế da, trải sàn da và bọc trần rồi. Những cái này thì đa số là người sử dụng xe ở Việt Nam mình sẽ làm, vì khí hậu Việt Nam nóng ẩm thì rất dễ bị hôi, hay là có nước lên rất dễ bị hôi và dễ bị bẩn ở phần trần. Nhiều người là bọc da, hiện tại thì chủ này là bọc nỉ, bọc ni lông, cái này là cơ bản thôi. Chiếc xe này hiện tại đang hiện trạng đang là nguyên bản hết nha các bạn. Đầu CD theo xe, vô lăng thì hiện tại thì chưa tích hợp gì cả, đèn pha hay là điều hòa đều là cơ hết. Đây, nguyên bản đã có gương kính chỉnh điện rồi, gập điện đã có đầy đủ hết rồi.
Đó là điểm cộng của chiếc xe này. Hiện trạng về phần nội thất đối với một chiếc xe đi gia đình thì tôi thấy là xe này đi ổn, giữ xe đúng chất với lại 9 vận 7. Thật sự là đúng chất. Cũng là một chiếc xe quốc dân, không có gì để hỏng. Cơ bản, mọi thứ đều cơ bản, điều hòa, van lạnh. Để CD nếu như các bạn về có muốn thêm giải trí, mình có thể lắp màn hình Android vào đây, rất là rẻ thôi. Hiện tại màn hình Android có rất nhiều thương hiệu và giá thì dao động từ 3 triệu trở lên, rất là nhiều. Ok, đây là cần số này, cần số vẫn còn rất là mới. Chủ xe chắc là cũng không có thói quen vần vào gì nhiều cần số cả. Đây là còn sáng. Mời các bạn cùng tôi xuống khoang thứ hai nha. Đây là phần khoang thứ hai của chiếc xe. Tuy nhiên vì chủ xe người ta bọc cái trần này với chiều cao của tôi cho nên là cái phần đầu nó hơi chạm một chút so với lại cái phần bọc ni lông này. Thì nếu như mà chủ xe mới mua xe về có thể là bỏ phần này đi được đơn giản. Hoặc là có thể chuyển sang bằng trần bọc da. Nó sẽ ép sát với phần nỉ bên trên thì nó sẽ không bị tốn diện tích của cái phần trần. Ok, về còn khoảng cách trong xe, về diện tích nội tổng thể trong xe thì không có gì thay đổi. Tuy nhiên thì đời 2016-2017 như chiếc xe này thì cái phần tựa lưng ghế thứ hai nó không được ngả như đời 2018. Không được ngả hơn như 2018 nên là vẫn có thể đáp ứng được. Như tôi thì vẫn ok, chân vẫn thoải mái. Ok, tổng thể chiếc xe này khá là sạch sẽ rồi. Chủ xe đi ok, giữ xe đi gia đình, không dịch vụ, không taxi dịch vụ gì cả. Ok, mời các bạn ra phần đầu xe, tôi giới thiệu qua về một chút về máy của chiếc xe này nữa. Đây là chiếc xe Toyota Vios bản E số sàn 1.5, động cơ 1.5. Thì chiếc xe này đăng ký biển Hà Nội, đã đi được 9 vận 7. Chủ xe là người Hà Nội và chiếc xe này đã đăng ký lại lần 2 nha các bạn. Tuy nhiên cái biển số này là vẫn là biển Hà Nội từ đầu. Và máy của chiếc xe này từ năm 2016 trở đi là Toyota có thay đổi về máy của xe. Đó là cam kép, động cơ biến thiên kép, nên là tăng khả năng, tăng công suất của động cơ cũng như là giảm về tiếng kêu hay là độ ổn định của máy đã được tăng lên. Thì đây là một cái điểm nhấn của Toyota Vios từ năm 2016 trở lên được hãng Toyota điều chỉnh. Hiện tại chiếc xe này đang được chào bán tại Enica với giá là 368 triệu, đảm bảo cam kết cũng như là bảo hành của Enica, cùng gầm nguyên bản, máy móc nguyên bản, hộp số nguyên bản cũng như là hồ sơ pháp lý thì sẵn sàng sang tên. Đấy, chiếc xe này sẽ được bán tại Enica, đã được bán tại Enica bắt đầu từ chiều hôm qua về. Thì mời các bạn cùng qua xem xe, trải nghiệm xe, lái thử và xem chiếc xe này có hợp túi tiền của mình không. Đấy, nếu như các bạn quan tâm chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại.